Ôi trời đất ơi, còn 2 tuần nữa thôi là Tết rồi. Bây giờ mọi người đều mua sắm rầm rầm rần rần luôn. Tại vì sale với lại khuyến mãi quá nhiều mà. Sao, định mua iPhone 14 về chơi Tết đúng không? Ừ thì iPhone 14 series hiện tại cũng có nhiều khuyến mãi, nhiều giảm giá hơn so với 2 tháng trước rồi. Mà khoan, tôi biết là mấy ông xem video này của tôi là để tôi phân tích xem iPhone 14 series hiện tại có đáng tiền hay không đúng không? Và nếu như mua thì iPhone nào là con hòn nhất trong dàn iPhone 14 series? Đầu tiên phải nói với anh em liền luôn là bây giờ không còn lo cái cảnh đi xếp hàng mua iPhone 14 nữa đâu nha. Thậm chí nha, bây giờ anh em thích màu gì có màu đó, nguồn hàng đủ cho cả 4 phiên bản của iPhone 14 series luôn nha. Còn về giá game này ở thời điểm hiện tại, cho phiên bản thấp nhất là 128GB thì iPhone 14 sẽ loanh quanh khoảng 19 triệu nè. Tiếp đến là 14 Plus khoảng 22 triệu, 14 Pro khoảng 28 triệu và 14 Pro Max khoảng 29 triệu nha. Nếu so với 2-3 tháng trước thì giá này đã giảm giá rất là nhiều rồi. Còn nếu mà tính chênh lệch thì phải xem tùy loại mà anh em mua nha. Anh Nhật, hồi đó anh mua iPhone 14 Pro Max là bao nhiêu vậy? Anh có mua đâu, anh trúng thưởng mà. Nhớ đợt đó xếp gà không đi được cái... thì anh nhớ lúc đó con đó tầm khoảng 34 triệu cho iPhone 14 Pro Max 128GB màu đen. Vậy thì anh biết giá hiện tại của em là bao nhiêu không? Anh nghĩ là tầm 33 triệu. Hiện tại là iPhone 14 Pro Max chỉ còn có 31 triệu thôi, chênh lệch khoảng 2 triệu. Vậy thì tính ra iPhone 14 vẫn còn quá hot, là không có giảm nhiều ha. Lên hỏi sếp gà đi. Sếp gà, hồi xưa anh mua iPhone 14 là anh mua bao nhiêu tiền? 32. 32, vậy anh biết giá hiện tại của em là bao nhiêu không? Không. 29 triệu là hơi nguội rồi đó. 14 Pro 29. Tính ra tao mới dùng được có 2 tháng thôi á. Hey, coi như là hai anh của tôi cũng không quan tâm lắm về việc Pro và Pro Max được giảm giá như thế nào. Bởi vì dù sao thì dòng 14 series hot nhất vẫn là Pro và Pro Max. Sức mua lớn là khả năng hai sản phẩm này được giảm mạnh thì chắc chắn là hơi khó. Nhưng iPhone 14 và 14 Plus là một câu chuyện khác nha. Trước đây vào thời điểm vừa bán chính hãng ở Việt Nam thì giá của hai chiếc máy này sẽ khởi điểm từ 24 đến là 27 triệu. Trong khi bây giờ giá của 14 chỉ còn có 19 triệu thôi. Còn 14 Plus thì chỉ có 22 triệu. Tức là hai chiếc máy này đã được giảm gần 5 triệu so với cách đây 3 tháng trước. Phải nói là giảm đậm sâu luôn. Mà các phiên bản màu của hai em này thì có phải gọi là full option, màu nào cũng còn hết. Bây giờ thì nói về một chút các đánh giá của tôi về iPhone 14 series nha. Đầu tiên sẽ là dòng Pro và Pro Max. Giá của nó thì giảm không nhiều rồi đó, nên về cái gọi là đáng mua thì với cá nhân mình thì là không. Chưa kể thời gian vừa qua có rất là nhiều lỗi đến từ hai dòng Pro và Pro Max này nữa. Như hồi mới ra mắt á, cụ thể là iPhone 14 Pro nè, hiện tượng camera bị rung lắc do lỗi chống rung của máy với các phần mềm thứ ba làm tôi cứ tưởng động đất không à. Sau đó thì Apple cũng cố gắng fix lại qua bản cập nhật mới thì cũng ok, nhưng chưa kịp cười thì lại phải khóc tiếp vì một loạt lỗi khác liên quan đến màn hình của 14 Pro cũng như là Pro Max bị nhiều dùng phàn nàn rất nhiều luôn, như là sập màn hình hàng loạt nè, màn hình bị nhấp nháy, nhiều máy cũng bị tình trạng burn-in ở ngay chỗ Dynamic Island nữa. Nói chung là rất nhiều lỗi liên quan đến màn hình của iPhone 14 Pro. Pro Max thì đỡ hơn một chút nhưng mà anh em nào đang dùng thì cũng nên cẩn thận nha. Mà đó là tôi còn chưa nói đến một đống lỗi của iOS 16 dành cho 14 Pro và Pro Max đó nha. Sếp gà gần đây có đăng một cái video TikTok bóc phốt toàn bộ các lỗi trên iOS 16. Anh em có thể vào đó đọc comment để biết một đống lỗi ngớ ngẩn của iOS 16 trên các iPhone bây giờ nha. Mà cá nhân tôi thì recommend mọi người nên mua 14 hoặc là 14 Plus. Bỏ qua về mặt thiết kế đi ha, vì nó chả khác gì iPhone 13 năm ngoái. Mà ai đang dùng iPhone 13 thì tôi nghĩ là cũng không cần thiết phải đổi lên 14 đâu. Nhưng mà đổi sang 14 Plus thì ok. Ít nhất về giá so với thời điểm ra mắt thì hai phiên bản này rẻ hơn rất là nhiều. Giữa iPhone 14 và 14 Plus thì tôi thấy 14 Plus là đáng mua nhất vì máy to như các dòng Pro Max nè. Đúng gu mua sắm của người Việt Nam, mình cứ thích to to là mình mua thôi. Thậm chí cái 14 Plus này có hai điểm cộng rất lớn hơn dòng Pro Max, đó chính là trọng lượng thì nhẹ hơn rất nhiều nên là cầm nắm cực kỳ thoải mái. Thứ hai là pin nó cực kỳ trâu. Đây chính là chiếc iPhone có pin trâu nhất trong tất cả những chiếc iPhone mà Apple từng sản xuất tính tới thời điểm hiện tại. Trong khi những trải nghiệm khác của iPhone 14 Plus thì nó tương tự như những con iPhone 14 thôi. Như camera khi quay video vẫn có đầy đủ tính năng như là Action Mode, quay xóa phòng. Điểm trừ chỉ có hai cái thôi, đó chính là không có cam tele và màn hình có 60Hz thôi. Nhưng mà nhìn chung về tổng thể trải nghiệm của iPhone 14 Plus dựa trên giá hiện tại bây giờ thì mình thấy nó vẫn là cái chiếc iPhone đáng mua nhất trong dòng iPhone 14 series. Đơn giản là vì nó ế quá cho nên là giá rẻ nên đáng mua cũng phải. Tổng kết lại, iPhone 14 series, đặc biệt là iPhone 14 và iPhone 14 Plus sẽ rất là rẻ khi mà mua ở thời điểm trước Tết. Cộng thêm quà khuyến mãi của một số bên bán nữa thì tôi thấy rất là nên sắm ở thời điểm hiện tại. Mà đó chỉ là đánh giá của cá nhân tôi thôi nha. Anh em thấy sao đừng quên để lại comment cho mình biết nha. Đừng quên like, share và subscribe cho Gen Z. Mình là Yud. Bye bye.